Xin lỗi baby, xe nhiều quá, không biết xe của mình đâu hết trơn á. Ê, ê. Không còn hứng với anh và không còn thú với chị nữa. Đồng tự chồng bây giờ mách bảo với em rằng là không bán cho mấy anh chị nữa. Và không hẹn gặp lại. Bài như con đi. Em không có đi. Lấy được xe rồi phải mấy đứa? Yeah. 37 nha. 37 mỗi đứa 1, 1, 1. Hết một loại tóc giả luôn à. Ra cô và bọn họ là đồng bọn với nhau. Anh ơi, em không có không phải. Tụi em đi. Nhờ có thiết bị chống trộm và giám sát xe máy Smart Motor mà tôi biết được xe của mình đang ở đâu và đã đi đâu. Tôi đã phải lần theo bản đồ để tìm thấy tung tích của nó. Không ngờ nó lại ở đây. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel